sao hắn dám dùng lên thứ ấy chứ? Dám cả gan. Nhà ngươi câm hả? Đánh nó, đánh nó. Phải đợi đến khi nào? Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác mà không ai chịu được. Chuyện gì cũng có lý do của nó. Chủ nhân đã nói, ngươi quên rồi sao? Đâu tao bên này?